Tập 12. Vậy rồi. Nào, đưa em. Vào tủ lạnh lấy đồ ăn. Em ra ngoài một chút. Em muốn đi đâu? Cô Lý nói nhà của em không có nước. Em qua đó xem một chút. Không có nước tiệm của công nghiệp, tiệm em làm gì? Bà xã của anh không phải là siêu nhân sao? Vấn đề là để em đi xem. Nếu không lại làm ầm lên. Em đừng đi. Nghe lời. Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Anh đi. Anh không được. Chuyện này ông làm. Về sớm chút. Thế nào? Cảm giác làm thợ sửa ống nước vẫn ổn chứ? Khó hơn thiết kế chip nhiều. Bây giờ nghiên cứu thiếu người như vậy, anh còn phải liên tục xoay liên tục ban ngày buổi tối. Tiếp tục như vậy không được. Anh phải tuyển người lại. Tìm tiến sĩ trong nước. Anh đích thân dẫn dắt. Vừa phải làm nghiên cứu, vừa phải những người mới. Anh cho rằng anh là siêu nhân sao? Cho dù toàn thân anh là sắt, anh có thể đóng mấy cái đinh. Có thể đóng bao nhiêu liền đóng bấy nhiêu. Em định đi Mỹ một chuyến. Đi ăn ủi tốt những cô vợ kia. Mời cái tiến sĩ quay lại. Không phải. Giám đốc tiêu thụ lành ở đây không làm. Em muốn chạy đi Mỹ làm chủ nhiệm liên đoàn phụ nữ. Đoàn đội của anh đều không còn rồi. Em còn làm tiêu thụ làm gì? Em phải tin tưởng anh. Chỉ cần có anh, đoàn đội nhất định có thể xây dựng lại. Anh không cho em đi. Không được. Em phải đi. Đông Thăng cũng sẽ đi. Em có thể thuyết phục vài tiến sĩ quay lại. Anh ấy liền dẫn mấy người đó quay lại. Nghe lời này của em. Em đây là đi rồi không quay lại nữa. Bây giờ trước mắt chúng ta có rất nhiều vấn đề hiện thực cần giải quyết. Anh cũng nhìn thấy cô vợ kia rồi. Một người hai người đều không chịu khổ được. Cũng căn bản không thích ứng được cuộc sống trong nước. Họ cũng chỉ là người bình thường, đều muốn phát tài, đồng thời muốn giảm nguy hiểm tới thấp nhất, chịu ít khổ nhất, kiếm được nhiều tiền nhất. Anh hiểu chứ? Chỉ có CEO và của giám đốc công nghệ ở bên cạnh họ, giúp họ lo liệu tốt công việc hậu cần. Đoàn đội của anh mới có thể vững chắc, công ty mới có thể phát triển tốt hơn. Điều là anh không tốt, là anh cứ muốn đi con đường này. Anh nhanh nhìn trăng hôm nay. Hôm nay là 15 hay 16. Trăng to như vậy, tròn như vậy. Đẹp quá. Không đẹp bằng em. Anh mặc kệ, em đừng đi. Anh không cho em đi. Không được, không được, không được. Em không thể đi. Em tốt như vậy, em đi rồi bị người ta cướp chạy mất thì làm thế nào? Sẽ không. Chạy theo ai? Sao sẽ không? Anh biết người tên Jackson kia rất thích em. Sao anh biết được? Tiểu Thúy nói. Bây giờ muốn chạy cũng không chạy nổi. Đều có con của anh rồi, còn chạy thế nào? Thật hay giả? Vậy sao em không nói sớm với anh? Con trai hay con gái? Bao lâu rồi? Em đúng thật là. Vậy không được. Vậy càng không thể để em đi. Ngộ nhỡ lớn nhỏ cũng chạy đi thì làm thế nào? Vậy bọn em chạy chậm chút. Anh đuổi theo em lần nữa. Không được. Em làm con anh bị thương thì làm sao? Chuyện gì? Khởi nghiệp đến nỗi mỗi người một ngã. Đây chính là hiện tượng từ nước ngoại về lập nghiệp. Nhiều người đều luyến tiếc khả năng vô hạn trong nước, nhưng mà lại không nỡ từ bỏ. Cuộc sống đã ổn định sung túc ở nước ngoài, hai thứ đều muốn, sao có thể chứ? Hoặc là các đứt đường lui của bản thân, ở lại trong nước, hoặc là quay lại nước ngoài, sống cuộc sống trong nháy mắt, có thể nhìn đến đấy. Mấy người ý đồ làm hải âu, hải âu có thể bay bao xa? Tôi mang cho cô 2 lọ DHA, rất tốt cho thai phụ. Cô uống thử xem. Làm như cô từng có thai vậy, cô làm thế nào biết được? Chuyện gì giấu nổi tôi chứ? Tin tức cũng rất nhanh, là tin tức của cô quá chậm. Nhanh nói xem, chút nữa có kế hoạch gì? Lê Đông Thăng sắp đến rồi. Tôi nghĩ là thế này, cô cùng Lê Đông Thăng đầu tiên phải xác định quan hệ, sau đó tôi cùng cô. Cũng không thể không vì lợi ích cực lớn mà ở lại Mỹ. Thật ra trong lòng cô vô cùng không yên tâm Đông Thăng, nhưng mà không đâu. Cách nói này hữu dụng sao? Cô phải thuyết phục nhóm cô vợ đó, chúng ta chắc chắn phải thảm hơn họ mới được. Cô nói xem, cô xinh như vậy, lại vì Đông Thăng từng tự sát, vậy trong lòng họ sẽ càng cân bằng. Cô nói lung tung gì vậy chứ? Không sao, vợ kịch của cô quá máu rồi, diễn mà, không phải là thật. Diễn cho tốt. Tôi cố gắng, tôi nhất định sẽ biểu hiện tốt. Để tôi cho. Cô ngồi đó. Xin chào, cô là... Xin chào, tôi là vợ của tiến sĩ Tiêu. Vợ của tiến sĩ Tiêu. Ngoan thật. Cô Trương, cô xem tình hình nhà chúng tôi bây giờ, cô cảm thấy tiến sĩ Tiêu nhà chúng tôi còn có thể ở lại trong nước không? Tiến sĩ ở trong nước, không phải vì tương lai gia đình của cô tốt hơn sao? Bây giờ trong nhà không có người quản, còn không có người trông, cô nói tương lai gì với tôi? Hơn nữa, không phải đã xảy ra chuyện cô tiếp viên hàng không sao? Chuyện cô tiếp viên hàng không phải đã xong rồi sao? Bỏ qua đi, sau này không nhắc nữa. Hơn nữa, tiến sĩ Tiêu nhà cô cũng không phải là người như vậy. Chuyện này tin tôi. Bây giờ anh ấy liều mạng ở trong nước cũng là vì tương lai gia đình cô tốt hơn, mới bất đắc dĩ tạm thời tách ra với người nhà. Trong lòng chúng tôi cũng có tình cảm dân tộc, cũng hy vọng lý tưởng đừng bị hiện thực đánh bại. Tôi nói chút thực tế với cô. Bây giờ đi học trong nước không cần hộ khẩu sao? Vậy nếu cô không có hộ khẩu, cô phải nghĩ cách tìm chút quan hệ, đúng không? Vậy tôi về nước không quen với nơi đó, vậy tôi đi đâu tìm quan hệ? Tôi có người bạn, con đã 5 tuổi rồi, đến bây giờ vẫn đang đi nhà trẻ. Tôi hỏi cô, các cô quản loại chuyện này không? Quản chứ. Tôi đây không phải đã quay lại rồi sao? Chính phủ có chính sách giải quyết vấn đề. Tôi biết cô rất không dễ dàng, nhưng cô nghĩ xem, cho dù khó khăn như vậy, tiến sĩ Tiêu cũng không đồng ý quay về, cũng kiên trì ở lại trong nước. Cô có từng nghĩ vì sao không? Giá nhà ở thung lũng Silicon vì sao đắt như vậy? Chính là vì đầy đường đều là công nghệ mới nổi, một công ty lập nghiệp đều thành công, ngay cả cổ phiếu tại quầy lễ tân công ty đều đủ mua được nhà. Vì sao chúng ta không cử một dáng? Nhưng mà những vấn đề trước mắt bây giờ là thực sự quá nhiều. Vấn đề hiện thực chúng ta liền giải quyết hiện thực, từng việc giải quyết đến nơi cho cô. Cuối tuần chúng tôi mở cuộc họp, tôi đem tất cả nhu cầu về vấn đề của cô, từng việc liệt kê hết ra. CEO của chúng tôi đến lúc đó cũng gọi điện đến, tôi phải yêu cầu anh ấy cho cô một sự đảm bảo, được không? Đừng nghĩ nữa, sẽ ổn thôi. Đối rồi chứ, tôi nhờ Tiểu Thúy lấy canh gà cho cô, rất ngon. Tiểu Thúy, cảm phiền lấy giúp tôi bát canh gà. Được thôi, không thành vấn đề. Hai ly cà phê của anh. Được, cảm ơn. Tôi nói này, các anh đúng là được đấy. Một đám đàn ông đều đến rồi, đều e lệ như vậy. Hôm nay tôi đến, một là vì nguyên nhân của các cô vợ, đúng không? Ngoài ra, chính là Trường Giang vốn đồng ý cho chúng ta tiền, kết quả không đưa. Có gì cứ nói, đều là anh em nhà mình. Nói đi, Đông Thăng. Đoạn thời gian ở trong nước, tôi nói lời trong lòng. So với tưởng tượng lúc đầu của tôi, vẫn là có chênh lệch. Cái khác tôi không biết. Nói hiện tại, đoàn đội của Lý Nguyệt đều mạnh hơn chúng ta. Họ mạnh, tôi không cho rằng như vậy. Bây giờ chúng ta ở đâu? Bây giờ chúng ta ở thung lũng Silicon, các anh cho rằng như vậy sao? Họ mạnh, nếu là giả lớn mạnh, chẳng lẽ không phải càng đáng sợ sao? Điều nói thủ tục xét duyệt trong nước phức tạp. Chúng ta quay về, thực sự cảm thấy phức tạp. Có vài chuyện, có vài người đối với chúng ta không công bằng. Vì thế chúng ta cần thay đổi. Bây giờ các anh đã bị dọa rồi. Bây giờ đầu tư cho các anh là ai? Lâm Quang Diệu của Khoa học Công nghệ Tinh Quang. Khoa học Công nghệ Tinh Quang cũng là công ty thiết kế chip số 1, số 2. Với thực như vậy, không phải là một bước ngoặt lớn sao? Điều nói khởi nghiệp, khởi nghiệp, khởi nghiệp. Khởi nghiệp là gì? Khởi nghiệp chính là trong thời kỳ hòa bình, một phương thức sống rực rỡ nhất. Tôi từng khởi nghiệp, tôi nói cho các anh biết. Một người khởi nghiệp trong một năm trải qua vui buồn hợp tan, so với một người không khởi nghiệp trải qua trong 10 năm còn phong phú hơn nhiều. Sở dĩ các anh theo chúng tôi chính là vì các anh thích thay đổi, thích loại không chắc chắn này, thích thử thách. Nếu thử thách này hiện giờ chút khó khăn như vậy, đến nỗi quên đi ý định ban đầu rồi, đáng không? Đông Thăng, cái này không liên quan tới ý định ban đầu. Theo quy định ban đầu của các anh, vậy tất nhiên là hoàn mỹ, mọi người chúng tôi đều công nhận. Nhưng bây giờ vấn đề là, lúc nãy anh cũng nhắc đến không chắc chắn. Bây giờ, đối với cá nhân của tôi mà nói, chính là làm thế nào đem loại hy vọng này biến thành hiện thực. Rất đơn giản, chúng ta về nước khởi nghiệp, hy vọng làm chút chuyện cho đất nước, hiện thực giá trị bản thân. Bây giờ chúng ta không phải không có tiền, sợ cái gì? Nếu chúng ta thắng, mỗi gì ngồi đây, bao gồm tôi, chúng ta chính là thần thoại. Nếu thua rồi, nếu lệnh thông cũng không bạc đãi mọi người, không giấu mọi người, tôi quả thật muốn giảm lương của mọi người. Nhưng Hải Triều và Lâm Hy người ta không đồng ý, cãi nhau với tôi. Chúng tôi là một doanh nghiệp có tình người. Lê Tổng, anh lại nói khiến chúng tôi động lòng rồi. Cái gì gọi tôi nói khiến các anh động lòng? Đồ đủ rồi, vốn trong lòng các anh đã có sẵn rồi. Biết quay về là kế tạm thời. Bây giờ ở khu vực dịnh tìm một công việc dễ sao? Rất tốn sức. Anh nạp CV đi. Bây giờ có hỏi ẩm chưa? Chưa có hả? Anh xem đúng không? Anh Lý, tôi nghe nói giờ anh bảo anh gần đây chuyển ngành bán nhà. Có chuyện này không? Có chuyện này không hả? Chúng ta bán thế nào cũng không thể bán hơn được. Mấy người quản lý nữa kia biết nói chuyện. Chúng ta không có cửa. Đúng vậy, không bán được hơn. Phải, thảm nhất, thảm nhất. Dần phải nói đến người anh này của chúng ta. Đừng mà, đừng mà. Điều là nhà mình. Cô Trần bá tiến sĩ Trần. Không làm tiến sĩ Trần nữa. Làm gì? Đến Bristol Myers Squibb, loại đại lý bảo hiểm này. Ví dụ quỹ con người không mệt mỏi. Còn ít sao đại ca? Không ít. Hơn nữa anh còn phải tự mua mấy phần bảo hiểm trước. Anh muốn mua cái gì? Đúng không? So với như vậy còn không bằng cùng chúng tôi. Cùng cố gắng một ván, đánh cược một ván. Đúng không? Đông Thăng, tôi vẫn còn một vấn đề nhỏ. Chuyện các cô vợ. Đúng không? Tôi đã nghĩ ra cách rồi. Các quý ông, mọi việc trong tầm kiểm soát. Đồng Thăng, anh nghĩ thế nào? Sao anh có thể đồng ý với Lâm Quang Diệu? 12 tháng hoàn thành kiểm tra truyền tin. Anh tưởng chúng tôi là siêu nhân sao? Khởi nghiệp là đem cái không thể thành có thể. Anh đừng nói với tôi những đạo lý lớn đường chính chính này nữa. Anh cũng là tốt nghiệp khoa điện tử. Anh là người chuyên nghiệp. 12 tháng. Thiết kế, sản xuất thử nghiệm, kiểm tra truyền tin. Anh nói với tôi đất nước nào, doanh nghiệp nào có thể làm được. Tôi đưa cái tiến sĩ quay về rồi. Đưa về cũng không đủ. Tôi đã liên hệ với các bạn học rồi. Chú Quang có thể từ chức quay về. Anh cho tôi 50 chú Quang. Có lẽ có chút khả năng. Vẫn là có khả năng. Tôi nhắc nhở anh một chút nữa. 6 triệu chỉ đủ chúng ta sản xuất thử nghiệm 2 lần. Đoàn đội còn có chi phí nhân sự lớn. Cho dù bà chúng ta không lấy một đồng nào, cũng chỉ sống đỡ 16 tháng. Tôi phải bắt đầu dòng đầu tư tiếp theo. Tôi hiểu rõ nỗi khổ tâm của anh. Nhưng đây là làm trái quy luật khách quan. Nhưng anh là Trương Hải Triều. Tôi là Trương Hải Triều. Nhưng tôi không phải thần tiên. Tin tức lớn. Tin tức lớn. Tin tức lớn. Tin tức lớn. Làm sao vậy? Tin tức của các anh quá nhạy cảm rồi. Lý Nguyệt sản xuất thử nghiệm thành công rồi. Bây giờ sắp mở họp báo. Bây giờ tôi dội qua đó, tranh thủ một chút danh sách đầu tư. Anh ta sản xuất thử nghiệm thành công rồi. Đúng đó. Nghe xem, Đội chiên trống chính là tôi mời đến. Anh Đông, ánh mắt quá chuẩn. Tôi không nói nhiều với các anh. Tôi phải qua đó mới được. Qua đó đi. Đi đây, đi đây. Đi. Lý Nguyệt về nước bao lâu rồi? 16 tháng. 16 tháng? Sao có thể chứ? Mọi người đều biết tiến sĩ Lý Nguyệt lúc về nước đặt ra một kế hoạch 4 năm. Năm thứ nhất, thứ hai, nằm gai nếm mật. Năm thứ ba, bỗng nổi tiếng. Năm thứ tư, trăm sông đổ về một biển. Tiền đồ vô hạn. Nhưng anh ấy là quá khiêm tốn rồi. Đánh giá thấp thực lực của bản thân. 16 tháng ngắn ngủi, anh ấy liền mang đến cho chúng ta một tin tức có tính nổ tung. Quan Tổng quá nhiệt tình rồi. Những chuyện này chỉ là bước đầu tiên trên con đường dài dạn dặm. Xin chào tiến sĩ Lý. Đường tam số 1 anh phát hành sẽ là chiếc truyền thông đầu tiên nước ta tự chủ nghiên cứu, cùng lấp vào khoảng trống lĩnh vực truyền thông nước ta. Vậy thì anh sẽ làm thế nào để chứng minh tính năng của đường tam số 1? Cảm ơn cô đưa ra câu hỏi như vậy. Quả thực, nghiên cứu khoa học công nghệ phải tràn đầy tinh thần thủ công, cũng phải chứng thực được chặt chẽ. Vì thế, tôi sẽ vào ngày 26 tháng này mở một buổi họp báo đưa tin. Đến lúc đó tôi sẽ mời nhiều học giả và chuyên gia các phương diện tiến hành giám định chip của tôi. Hoan nghênh mọi người đến giám sát. Mọi người đều biết ngài Tần Vũ Đông là người đầu tư của Hoa Nguyên chế tạo chip, cũng là người đầu tư sớm của công nghệ diễn hàng. Mời ngài Tần Vũ Đông nói về cầu với chúng tôi. Các gì? Tôi đã ở Nhật Bản rất nhiều năm. Chất bán dẫn chống đỡ Nhật Bản giàu có trước kia. Nhưng đáng tiếc là chiến tranh thương mại Nhật Mỹ khiến Nhật Bản thất bại hoàn toàn. Bao nhiêu người phá sản, bao nhiêu nhà cửa rớt giá xuống đáy. Họ gánh khoản nợ, dùng tiền của đời đi trả cho căn nhà đã mất giá vì chiến tranh sản xuất chip. Sẽ ảnh hưởng đến mỗi người dân, cùng vận mệnh của mỗi người là gắn bó chặt chẽ. Vì thế hôm nay tôi vô cùng vui mừng. Cảm ơn Lý Nguyệt. Cảm ơn có thể để tôi tham gia một dự án tốt như vậy. Đừng khách sáo. Tôi nói này, A Thổ, anh luôn có mối quan hệ tốt với anh Đông. Vậy tốt ở đâu? Hoa Nguyên chế tạo chip không dẫn theo anh. Công nghệ diễn hàng cũng không cần anh. Lý Tổng, cảm ơn. Định giá của công nghệ diễn hàng này bây giờ đều cao như vậy. Đây rõ ràng là một dự án ngàn năm khó gặp. Đừng nhắc hai chữ này với tôi. Nhắc hai chữ này liền thấy phiền. Nghe nói anh Đông của anh đem tính mạng của bản thân và gia đình đều cược với Hoa Nguyên chế tạo chip và công nghệ diễn hàng. Tất nhiên rồi, dự án tốt, lợi nhuận cao như vậy, anh ấy sao nỡ để người khác chia một chén canh. Anh đi nói với anh ta xem. Anh ấy ăn thịt, chúng ta uống canh cũng được, đúng không? Đúng vậy. Tôi nói cho anh biết, chip ở nước ngoài, đó là so với dầu mỏ, đều phải buôn bán lớn. Quan Tổng, Phương Hoàng Đan Tùng này là không dễ gì nhà bạn mang đến. Rất không tồi. Chút nữa anh nếm thử. Cậu đấy chính là hiền lành, còn đích thân pha trà cho tôi. Trước kia tôi đến gặp mặt Lệnh Thông, đều không có người cho tôi chai nước. Còn có chuyện này. Lúc nãy khi tôi đi vào, nghe nhân viên của cậu nói muốn mời họ đi Pháp du lịch. Cuối cùng có chút thành tích rồi, cũng nên để nhân viên vui mừng một chút. Anh không phải thường nói doanh nghiệp tốt nên lấy con người làm gốc sao? Ngưỡng mộ đều muốn từ chức đến diễn hàng. Đơn vị nửa nhà nước chúng tôi nào có phúc lợi như vậy. Nào, nếm thử trà này. Quan Tổng, anh quan tâm đến đất nước, tất nhiên nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Anh xem, chị Giao và cháu trai có thời gian không? Có thể đi cùng với chúng tôi. Nào, tôi thay nhà tôi nói tiếng cảm ơn. Anh khách sáo. Nhưng con trai tôi phải học thêm, không nhất định có thể sắp xếp thời gian. Thế này Vậy anh xem tình hình, có thời gian thì cùng đi. Được rồi, được rồi. Quan tổng, Lý tổng, Lê tổng của khoa học công nghệ Lệ Thông đến. Mời anh ấy vào. Dạ được. Cậu cũng đúng là tốt tính. Quan tổng, Lý tổng, xin chào, xin chào. Văn phòng rất lớn. Ngồi đi, ngồi đi. Sớm nên đến hỏi thăm các anh, vẫn không có thời gian, nên là tôi đến hỏi thăm anh. Cậu cũng không phải chưa từng đưa cành ô liu cho Lệnh Thông, người ta cũng không nhận. Quả thực là vì nguyên nhân của tôi. Không thể để Lý tổng và Hải Triều hợp tác. Trương Hải Triều con người anh ấy rất trọng tình nghĩa, nhưng mỗi lần nhắc đến Lý tổng, đó đều là khen không dứt. Đặc biệt là thành quả lần này. Không biết rõ có tiền không. Cho 2 tấm thiệp mời. Tôi và Hải Triều đến học tập chút. Là thế này, buổi họp báo này của chúng tôi có hạn chế số người, địa điểm nhỏ, cho họ, để họ nhìn xem niềm kiêu ngạo của Trường Giang. Đúng thế mà. Vậy nghe quan tổng, đây là Phượng Hoàng đang tùng nhĩ, thiếu hồng. Cứ như vậy nói chuyện tiếp đi. Sao không cho anh ta? Hai người đó đều là kẻ ghi chuyện. Anh xem dáng vẻ lúc này của anh ta. Bây giờ chúng ta đè ép họ, trong lòng họ có tránh có chút không thoải mái. Tôi lại lo lắng lúc họp báo đừng xảy ra tình huống gì. Có tôi đây, cậu sợ cái gì? Hai người này buồn cười thật. Miệng mình đầy lông, còn nói người khác là yêu tinh. Sao có người mặc vậy như vậy chứ? Cho rằng họ từng làm chuyện gì ở Mỹ, chúng ta không biết sao? Đây là thời đại Internet rồi. Gửi email liền có thể biết rõ ngọn nguồn. Không nói nữa, không nói nữa. Nào, chúng ta uống trà. Bye bye. Nhọc công rồi, đi từ từ. Bye bye nha, Lâm Hy. Lâm Hy, Kenny, cô làm gì ở đây? Xếp hàng sao? Cô không phải sau khi từ chức khỏi ngành đấu giá liền kết hôn với tổng tài công ty niêm yết rồi sao? Vì sao lại như vậy? Anh ấy khởi nghiệp lại rồi. Tôi đang làm hậu cần. Đó là gì? Đó là một vựa lúa trong chiến tranh. Quá đáng tiếc rồi. Chồng cô đang lãng phí tài hoa và năng lực của cô. Anh ấy quá ích kỷ rồi. Cô nên quay lại. Tôi có ấn tượng sâu sắc với cảnh tượng cô bán cho cổ đông Mexico kia. Làm thế nào cô làm được? Cô làm những thứ đó đối với tôi không công bằng. Không sao, tôi rất ổn mà. Tôi phải đi rồi. Được, tạm biệt, gặp lại sau. Có chuyện gì vậy? Cô không nhìn liền không trượt nữa đúng không? Trượt đi nào. Mia, đi. Lâm Hy, rất tốt. Hoàng Lâm Hy, đến đây. Cô đang có thai. Cô không chú ý chút nào. Gan cô lớn thật. Yên tâm đi, tôi không sao. Đây là của cô, chocolate nóng. Cảm ơn bạn yêu. Khát quá, uống nóng hổi. Tôi nói này, chuyện cô dạy bạn nhỏ trượt băng, Hải Triều biết không? Tôi ngốc sao? Sao để cho anh ấy biết được chứ? Gan cô lớn thật. Ngộ nhỡ cô da đụng phải thì làm thế nào? Sẽ không. Cô tưởng mấy cô vợ kia dễ xử lý lắm sao? Rất khó xử lý. Bây giờ mỗi tuần tôi đưa đồ ăn cho họ, họ điều luyện thành thói quen rồi. Thế nào? Tôi nợ họ sao? Vì thế tôi nghĩ ra chiêu này. Được rồi, đừng xem nữa. Tử Hạ vẫn là Tử Hạ trước kia. Tôi nghe nói nhân viên số 3 của trường Giáp Cốt là ông bố đơn thân, liền dẫn theo con đi học bắn một lần, liền mê luyến Tử Hạ. Bây giờ sao anh lắm chuyện như vậy? Trương Hải Triều, Đông Thăng, tôi cảm thấy anh phải nhanh lên. Anh đó, đừng dùng cách người từng trải này dạy tôi. Tôi nói cho anh biết, ở mặt này tôi mạnh hơn anh. Đợi chút nữa thông thả buổi họp báo, chỉ có trẻ con mới mặc áo mới của hoàng đế, cậu biết không? Gần đây điều rất tốt. Các anh nói chuyện trước. Anh Đông, không tội. Anh Đông, anh Đông, Đường Tâm số 1, số 1 Trung Quốc. Lợi hại, lợi hại. Quá cô tự anh Đông rồi. Sau này anh Đông làm không chừng là số 1 thế giới. Xin lỗi, tôi qua đó một chút. Được rồi, rất vui được biết cô. Tôi cũng rất vui được biết anh. Xin chào, xin chào. Hai người cũng đến. Đúng là lòng dạ rộng rãi. Người lòng dạ rộng rãi thì lề lối sẽ lớn. Đối thủ cũng là bạn mà. Đúng vậy, đúng vậy. Đều là bạn, đều là bạn. Tuy người ở nước ngoài nhưng vẫn luôn quan tâm tổ quốc, muốn cống hiến vì tổ quốc. Giấc mơ Trung Quốc, chiếc Trung Quốc đều có rồi. Tốc độ đó cần các anh giúp đỡ. Anh nhìn các anh xem. Không phải tôi nói các anh, thật sự không được. Cũng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Được, nhưng các anh nói chuyện trước. Lý Tổng, Giáo sư Dương, anh khởi nghiệp phát triển. Chúng tôi đã kiểm tra chip rồi. Kỳ tích của Trung Quốc, anh quá khen rồi. Đây là dành vinh quang cho đất nước. Vượt qua nước ngoài phải dựa vào anh rồi. Bây giờ Trung Quốc thiếu chính là người trẻ tuổi như anh. Tôi tin sau này sẽ càng có nhiều nhân tài giống như tôi, ấp ủ quay về tổ quốc. Lý Tổng, đợi họp báo kết thúc, chúng ta hẹn thời gian. Viện trưởng Dương của học viện chúng tôi cũng muốn gặp anh. Được, không thành vấn đề. Chúng ta đến lúc đó thì hẹn. Đường Tam, thú vị. Làm chiếc giống như làm mềm bào ngư. Chúng tôi rất vinh dự tuyên bố Đường Tam số 1 đã thuận lợi trải qua được bài khảo sát của đoàn kiểm tra do 5 đơn vị học giả, 6 vị chuyên gia chất bán dẫn kết quả kiểm tra, đạt được trình độ tiên tiến toàn thế giới. Các vị phóng viên thân mến tại hiện trường, tiếp theo hoan nghênh các vị đưa ra câu hỏi. Mời cô trước. Xin chào, xin hỏi Lý Nguyệt Tổng, con chip này là anh đích thân thiết kế sao? Hải Triều, tất nhiên rồi. Tôi nhớ luận văn tiến sĩ của anh là các mô hình và kỹ thuật kiểm tra lỗi, mạch tương tự và mạch lai. Đây là những lĩnh vực hoàn toàn khác với thiết kế mạch tích hợp. Ý là gì? Làm bài kiểm tra liền không thể làm thiết kế. Đúng vậy, quả thực rất khó. Xem ra anh không tin Trung Quốc có kỳ tích, cũng không tin người Trung Quốc chúng ta có thể tạo ra kỳ tích. Không phải, tôi tin. Tôi tin có kỳ tích, nhưng phía sau kỳ tích đều là có logic. Lúc nãy ở cửa tôi đã nhìn thấy bạn vẽ thiết kế mã nguồn anh làm là 208 feet, nhưng vì sao con chip này lại là 144 feet? Hải Triều Tổng, anh có thể không tin tôi, chẳng lẽ cũng không tin các vị học giả và chuyên gia sao? Đúng vậy, tôi hoàn toàn không tin. Trương Hải Triều, được rồi đấy. Tôi biết lệnh thông các anh đố kỵ diễn hàng, nhưng người ta chính là mạnh hơn anh. Anh có thể tôn sư trọng đạo chút không? Ở đây, giáo sư học giả nào không phải là tiền bối của anh? Quan Tổng, Quan Tổng, Hải Triều vẫn luôn là thiên tài Thanh Hoa. Có tinh thần nổi loạn cũng là có thể. Đúng, không sai. Chính là bộ mặt thật của anh ta. Anh ta xưa nay không biết cái gì là tôn trọng ân sư. Anh ta trước khi đi Mỹ du học đã mù mắt rồi. Được giáo sư Ray và Berkeley đặc biệt tuyển. Kết quả anh ta học được một chút liền không học nữa. Chúng tôi gửi email hỏi giáo sư Ray đánh giá Trương Hải Triều thế nào. Mọi người đón xem ông ấy nói thế nào. Ray trả lời: không có gì để nói, không có gì để nói. Trương Hải Triều, tôi vốn không biết anh đã làm gì khiến ân sư của anh không muốn đánh giá anh. Hôm nay tôi hiểu rồi. Chuyện này với câu hỏi tôi vừa đưa ra có quan hệ gì? Mời Lý Nguyệt Tổng trả lời. Câu tôi hỏi vừa đưa ra, anh trả lời câu hỏi của tôi trước. Vì sao anh không thể làm điều hướng? Anh ta không thể làm điều hướng. Không trả lời được hả? Câu hỏi này chúng tôi đã gửi email hỏi Rian Hoàng, CEO của Đàn Phi, đoán xem người ta trả lời thế nào. Rian nói Trương Hải Triều là người tôi hận nhất trên đời này, không có gì so sánh được. Rảnh rỗi ở đây cười nhạo thành quả nghiên cứu của người khác không bằng nhận thức sai lầm của bản thân, tìm ra phương hướng đúng đắn. Anh này, buông anh ta ra. Muốn làm gì? Đi thôi, đi thôi. Tôi kêu anh ta nghỉ ngơi một chút. Không sao. Các anh tiếp tục đi. Các anh tiếp tục. Anh em, anh em. Không, không, không. Đều không sao. Đều không sao cả. Tiếp tục. Xin lỗi các vị, chúng ta tiếp tục. Không sao. Không sao. Trên con đường phát triển mạch tích hợp, không thể thuần buồm xuôi gió, nhất định sẽ đối mặt với các loại chất vấn, có đến từ nước ngoài, có đến từ đồng bào. Tôi thản nhiên tiếp nhận. Chờ tôi. Giấc mơ diễn hàng. Anh cãi tôi làm gì? Cứ nhìn anh ta lãng phí tiền của quốc gia, lừa những người đầu tư ôm hy vọng làm chất bán dẫn như vậy. Xây dựng khu khoa học công nghệ cao Trường Giang có bao nhiêu không dễ dàng. Phần quả đầu tiên khi quay về chính là một con chiếc. Anh không cảm thấy có vấn đề lớn sao? 2 triệu, bong bóng xà phòng sớm một cũng sẽ dở. Họ chắc chắn không thể sản xuất hàng loạt. Nhưng chúng ta phải suy xét đến bây giờ nhiều người ủng hộ diễn hạn như vậy, cũng bao gồm lãnh đạo của Trường Giang. Anh như vậy không phải đánh vào mặt lãnh đạo sao? Lúc cần đánh mặt thì phải đánh. Loại giấc mơ trong rộng vô tịch này sớm muộn sẽ dở. Anh thử rồi, anh đánh dở được chưa? Không có bất cứ kế sách nào liền lên như vậy. Đen đủi chỉ có thể là chúng ta. Bây giờ nhiều chuyên gia đều nhận định con chip này như vậy. Không có chứng cứ. Không phải đem đám chuyên gia này tác tội hết rồi sao? Sau này họ còn đến giúp chúng ta chứng nhận con chip của chúng ta. Hơn nữa tiền được lấy, Lý Nguyệt đều lấy hết rồi. Anh đợi anh ta 12 tháng. Đời sản xuất thử nghiệm của anh ta thành công, kiểm tra thành công, anh ta còn không sản xuất được hàng loạt. Đuôi hồ ly tự nhiên lộ ra. Được rồi, đừng nhìn nữa. Người đều đi rồi. Hai người này thực sự không ra gì. Lê Đông Thăng lúc đến đòi thiệp mời liền không có ý tốt. Tôi đã hỏi thăm rồi. Lúc đầu anh ta ở Mỹ chính là không dễ đối phó. Chuyện nghiêm túc không làm, hoặc là bán phần mềm, hoặc là làm mô hình kim tự tháp, hoặc là mở võ quán. Một người tệ hám lợi như vậy lắc mình biến thành CEO yêu nước rồi. Trường Giang cũng thật là quá khát vọng với công ty chip rồi mới như vậy. Họp báo hôm nay thật ra cũng rất thuận lợi. Ở giữa có chút chuyện xen ngang như vậy, đúng không? Nhưng tôi cảm thấy họ cũng không kém đâu. Nếu không Lâm Quang Diệu sao sẽ đầu tư chứ? Anh ta là hiểu kỹ thuật. Đàn anh, tình hình của họ tôi hiểu đại khái một chút. Lâm Quang Diệu cũng là Berkeley, Trương Hải Triều ở đến giờ điều hướng quả thực có thành tích. Lâm Quang Diệu cũng là tin tưởng Trương Quang Hải có thể làm ra chip điều hướng. Cá nhân tôi có một đề nghị nhỏ. Anh xem, anh có thể ra mặt khuyên Hải Triều để anh ta quay lại làm chip điều hướng không? Khoa học công nghệ diễn hạn chúng ta ở lĩnh vực truyền thông đã đứng đầu rồi. Nói về vốn và quy mô, họ không cùng cấp bậc với chúng ta. Cứ cố làm tiếp, đối với họ cũng không tốt. Anh nói xem thế nào? Đàn em, cậu chính là người thích đồng tình. Tôi chính là rất tiếc. Tôi tò mò vì sao họ không làm chip điều hướng nữa. Có nguyên nhân gì có thể không nói ra? Xem có không gian thương lượng không? Tuy tôi không học ở Mỹ, không phải rất hiểu tình hình bên đó, nhưng ở châu Âu có vài nhân mạch, nói không chừng có thể giúp được. Lý Nguyệt, cậu có thể nói như vậy, tôi cũng rất vui. Đất nước chúng ta quá cần chip điều hướng rồi. Đây cũng là suy nghĩ cho đất nước. Đúng rồi, bố cục như vậy mới lớn. Tôi đi thử xem, được không? Vậy tôi dùng trà thay rượu. Cảm ơn đàn anh. Khách sáo. Nào, không khách sáo rồi chứ? Yên tâm đi, anh ngoan nha, có được không? Quản tốt bản thân, đều lên tin tức rồi. Thật sự không hiểu sáng tạo khoa học Trường Giang sao có thể đem tiền cho loại người này. Vậy làm thế nào? Ai bảo anh không có bằng tiến sĩ? Muốn bằng anh có thể lấy 10 cái. Anh cảm thấy anh ta đang lãng phí tiền của quốc gia. Được rồi, em không nói với anh nữa. Sắp đến kiểm tra rồi. Bye bye. Được rồi, đi thôi. Cô có cách có thể tra được rốt cuộc Lý Nguyệt có là địch gì không? Cô muốn làm gì? Cô muốn dịch trần anh ta? Lê Đông Thăng đều nói rồi, anh ấy từng phân tích chuyện này không thể tùy tiện hành động. Tùy tiện cái gì? Đám người họ thích đoan chính. Dịch trần cũng có rất nhiều cách. Giống ông xã của tôi, dịch trần ở trên họp báo, đó là ngốc nhất. Vậy cô muốn làm thế nào? Tôi cũng không hiểu chất bán dẫn. Tôi chắc chắn không thể tìm ra được sơ hở của anh ta. Chuyện này cô cũng không hy vọng vào tôi được. Tôi cũng không phải là chuyên gia chất bán dẫn. Vậy sơ hở cũng không cần chúng ta tự làm. Nhà hàng của Tiêu Thúy lúc nào khai trương? Tôi quên rồi, tôi phải hỏi lại. Không phải hai chuyện này có quan hệ gì? Đi thôi, đi thôi. Cô lại có chủ ý xấu gì vậy? Tần tổng, mời. Mời ngồi. Trong những người nước ngoài quay về, họ là ưu tú nhất. Phải rồi, anh từng nói với tôi rồi. Vì thế tôi nói, hôm nay đặc biệt đến gặp. Anh ngồi, được. Tần tổng, anh có lời gì cứ nói thẳng ra là được. Hải Triều, Lý Nguyệt đã ở chiếc truyền thông có được kết quả khả quan. Anh không cần phải cứng đối với cứng. Đây không phải là hao tổn máy móc sao? Chúng tôi chính là muốn giúp anh, cũng không biết giúp từ đâu. Tôi cảm thấy anh không bằng, quay lại làm lĩnh vực điều hướng. Có khó khăn gì có thể tìm tôi có thể giúp anh giải quyết. Đường của anh Đông rất rộng. Lâm tổng, con người tôi, chuyện đã nghĩ kỹ mới nói ra. Lời nói ra sẽ không thu lại. Hải Triều, cả tính có thể để sang một bên không? Có vài chuyện các anh chắc chắn không biết. Của những năm 60, tuy chưa có kết quả kết thúc, nhưng là người tiên phong trên kỹ thuật và phương hướng, vì tích lũy kinh nghiệm quý báu cho quốc gia chúng ta. Lại nói sau đó, năm 1983, định vị song tinh thần diệt sĩ đưa ra. Trong tình hình nền tảng nước ta còn yếu, dùng chi phí thấp xây dựng hệ thống định vị điều hướng khu vực. Phương pháp này có thể đem điều hướng, ba thứ kết hợp lại là sáng tạo mới vĩ đại biết bao. Tương lai chúng ta còn có thể mở rộng đến định vị toàn cầu, lớn đến thoát khỏi hoàn cảnh bị lĩnh vực này hạn chế con người, nhỏ đến trong cuộc sống, mang đến tiện lợi. Hải Triều, đất nước đã khởi động dự án điều hướng. Chỉ có vệ tinh là không đủ. Nếu chúng ta có chip điều hướng của riêng mình, phối hợp với hệ thống dẫn đường, liền có thể kéo dài sứ mệnh và truyền kỳ của tiền bối. Nếu nói các anh đồng ý làm chip điều hướng, tôi có thể cho đi tất cả của tôi để ủng hộ các anh. Cho đi tất cả sao? Nhưng tôi nghe nói anh đã cho đi tất cả rồi, để giúp Lý Nguyệt rồi. Tôi có thể cho mấy người A Thổ đến đầu tư. Chính là loại đầu tư tôi đảm bảo. Anh Đông, cái gì anh đảm bảo? Một câu nói chúng tôi liền lên. Tần tổng, mà mùi hỏi một chút, anh đầu tư một món cho diễn hàng, lúc nào nhận được tiền? Sau tháng 10, trước khi sản xuất hàng loạt. Sao anh đột nhiên hỏi vấn đề này? Đông Thăng chắc chỉ là tùy tiện hỏi. Trần tổng, anh quả nhiên giống trong truyền thuyết, là một người rất có hoài bão. Quá khen rồi. Thực ra tôi quá khát vọng Trung Quốc có thể có chip của riêng mình. Vậy thế này, để thực hiện nguyện vọng của anh, chúng tôi quyết định vẫn làm chip truyền thông. Đi uống một chén đi. Được thôi. Được, không sao, xin lỗi. Là tôi làm rơi. Cảm ơn, cảm ơn. Không sao. Đây, đây, đây. Giành được rồi, giành được rồi. Cuối cùng cũng cướp được đầu tôm rồi. Lần này, nhanh ăn không nguội. Lần này có thể về nhà, bổ sung canxi cho con rồi. Đúng là không tồi. Đang tuổi lớn. Anh gọi điện thoại cho mẹ anh chưa? Anh đừng nhắc nữa, tôi đi muộn quá. Buồn điện thoại căng tin đã sớm đóng cửa rồi. Vậy ngày mai anh lại gọi. Lần này, tôi canh giờ cho anh. Đảm bảo cho anh. Không quá một giây. Lần trước quá 3 giây. Tôi mất 5 xu. Rất là sót. Được. Lúc chúng ta đi làm, buồn điện thoại không phải còn mở. Mấy năm nay, mẹ tôi bị bệnh. Thật sự lo lắng. Cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Ăn đi. Xiên của hai anh xong rồi. Cảm ơn, đừng khách sáo. Mời anh dùng. Ngày đó lúc Lâm Hy mua rau về, nói với tôi. Ở trong chợ, các cô chú vì để tiết kiệm mấy xu, thà mua đậu phụ để chua từ hôm qua. Lúc đó tôi nghĩ sức cạnh tranh cốt lõi của chúng ta rốt cuộc là ở đâu.